tuần lễ ẩm thực Trung Quốc với sự tham gia của hai đầu bếp nổi tiếng của tập đoàn khách sạn Intercontinental đến từ Trùng Khánh được khai mạc vào sáng nay ngày 11 tháng 3 tại khách sạn Intercontinental Westlake, Hà Nội. Hai đầu bếp Suai và Chen Trung Quốc sẽ giới thiệu đến quý vị một số món ăn đặc trưng của Trung Hoa. Với hương vị đặc trưng của thức ăn vùng Tứ Xuyên và Quảng Đông, hai đầu bếp này sẽ giới thiệu với thực khách các món ăn đặc biệt được chế biến cho riêng khách sạn thuộc tập đoàn Intercontinental. Trong đó có một số món ăn đặc trưng của Trung Hoa mà rất ít những người Việt Nam được thưởng thức. Ẩm thực Tứ Xuyên và Quảng Đông là hai trường phái của ẩm thực Trung Quốc bởi sự phong phú và đa dạng của màu sắc và mùi vị trong từng món ăn. Món ăn Tứ Xuyên đặc biệt chú trọng đến sắc, hương vị, hình, nhất là khá nhiều vị nồng đậm, gồm mặn, ngọt, chua, cay, thơm, đắng, trộn lẫn, khéo léo, biến hóa linh hoạt. Nhiều khẩu vị lại khéo chế biến, mỗi món mỗi khác, trăm món trăm vị, nên đã được xếp hàng đầu của các món ăn trong và ngoài nước. Ẩm thực đóng một vai trò không nhỏ trong việc thu hút các du khách quay trở lại. Trải qua thời gian, các món ăn đặc sắc của các quốc gia luôn được trân trọng và được quảng bá rộng rãi tới bạn bè quốc tế. Rời xa không khí ồn ào tấp nập của phố phường, tìm đến một không gian ấm cúng để cảm nhận sự tinh tế của các món ăn cũng là một trải nghiệm thú vị. Và hôm nay chúng tôi xin mời quý vị cùng trải nghiệm hương vị Tứ Xuyên, Trung Quốc trong không gian nhà hàng khách sạn Intercontinental. Để món ăn ngon, ngoài yếu tố hương vị, màu sắc của món ăn thì không gian và cách bài trí cũng rất quan trọng. Lấy tông màu chủ đạo là vàng, trắng và đỏ đặc trưng, tạo cảm giác ấm cúng, lãng mạn. Theo tôi nghĩ, nhắc đến ẩm thực của Trung Quốc mà không nhắc đến ẩm thực Tứ Xuyên thì quả là một thiếu sót. Có lẽ vì thế mà chúng tôi quyết định mời các đầu bếp đặc trưng của Tứ Xuyên sang đây, giới thiệu cho quý vị và các bạn những món ăn đặc trưng của Tứ Xuyên. Và tôi hy vọng nó sẽ làm hài lòng các bạn. Để mang tới cho thượng khách những sáng tạo mới mẻ nhất về ẩm thực, Lữ đoàn ẩm thực Intercontinental Hà Nội đã đón tiếp hai đầu bếp Tứ Xuyên đến từ Trùng Khánh. Trung tâm nổi tiếng của lòng chảo Tứ Xuyên bắt đầu từ một làng chài đánh cá buồn tẻ, được biết đến như một trong ba thành phố có khí hậu nóng nhất và là trung tâm kinh tế, nơi nổi tiếng với ẩm thực Tứ Xuyên, một trong 8 trường phái ẩm thực Trung Quốc, vì thực phẩm tươi ngon và gia vị dồi dào đặc biệt. Với sự thể hiện chế biến của hai chuyên gia ẩm thực Trung Quốc, đầu bếp Suai với kinh nghiệm gia truyền và đầu bếp Chen với những món ăn cổ truyền Tứ Xuyên, hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị cho thực khách. Thông qua tuần lễ ẩm thực này, tôi muốn giới thiệu đến nền văn hóa ẩm thực của Tứ Xuyên, Trung Quốc với các bạn. Tuy nhiên, những món ăn của Tứ Xuyên khá cay và đậm đà, vì vậy khi thưởng thức chắc chắn sẽ rất thú vị, nhất là với những người có sở thích ăn cay. Bởi người Tứ Xuyên quan niệm ăn cay và ăn nóng sẽ ra nhiều mồ hôi và như thế sẽ thải được những chất độc trong người. Chính vì thế mà người Tứ Xuyên ăn rất cay. Trong cuộc trải nghiệm này, thực khách sẽ tận hưởng hương vị đậm đà của đậu cay Tứ Xuyên, sốt cá cay. Với nhà bếp mở, thực khách có thể quan sát các đầu bếp chế biến món ăn. Gia vị ở đây đóng một vai trò quan trọng, tạo nên linh hồn cho món ăn. Đặc biệt trong những món ăn đặc trưng của Tứ Xuyên này thì gia vị đi kèm thật phong phú và đa dạng, nhất là ớt. Nó không những tạo cay, ấm cho món ăn mà nó còn góp phần tạo hương, tạo sắc, tạo nên nét đặc trưng riêng của ẩm thực Tứ Xuyên. Một món ăn ngon không chỉ tạo cảm giác cho người thưởng thức mà còn góp phần đem tới hình ảnh văn hóa đất nước con người địa phương đó.